Everybody, welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một em Tây Du H5 nha các bạn ơi. Con này dạo này nó đang hot lắm. Thấy rất là nhiều bản luôn, nên là có up lên em vài bản cho anh em chọn lựa ha. Và hôm nay có một bản chuẩn bị up bên server mới ha. Đấy, nên là anh em nào có chơi thì có thể tải về, trải nghiệm thử. À không, cái này không cần tải về luôn, bấm vào chơi luôn các bạn ơi. Cái này thì chắc là phải chạy nhiệm vụ tân hữu rồi. Rồi, để theo chạy nhiệm vụ tân hữu lên ải cao cao rồi ha. Chứ vô thì nó chưa có mở cái gì hết á. Đó, sau này là đi bắt mấy con khỉ nè. Đó, bắt tầm 4 con hả, như là 3 con là đủ rồi, nhưng mà mình sẽ bắt luôn 4 con ha. Ok, bên này có 2 con nữa, bắt luôn 5 con luôn nha. Đó, bắt để sau này tiến hóa nó lên. Ui, cần rất nhiều nha, cậu 30-40 con á mới lên được một con SSR á. Mà quay gì hơn là nó sẽ ra luôn. Alright, thì chắc là đến với thông tin server luôn nha các bạn ơi. Để đây tí sẽ chạy sao. Đây, thông tin server Tây Du Hậu Truyện khai mở server mới 11 giờ ngày 15 tháng 1 2024 server 5. Đường Tăng sẽ được ra mắt. Đón gì, hãy đón chờ hả? Hết năm Đường Tăng à. Chia sẻ comment nhận 10 lượt quay free, 10.000 kim nguyên bảo, 50.000 linh nguyên, 200 tọ kỵ tiếng giai đan, 200 vũ mau, 200 đường quả, 5 cấp bảo thạch, 500.000 kim tệ, group Zalo rồi nè ha, group Facebook rồi link game Tây Du H5.com ha. Đó, đầy đủ hết, đầy đủ hết các bạn ơi. Rồi ở đây có gì đây? Sự kiện tích lũy nạp nữa. Ôi một đống luôn. Cái này là chắc anh em tự vô xem rồi. Rồi ở đây có nổ hũ gì nữa nè. Đây 50.000 nhận thêm 20.000 kim nguyên bảo. Cao nhất là 2 triệu nhận thêm 500.000 kim nguyên bảo. Lưu ý nạp móc to ăn hết tất cả móc nhỏ. Ok, nhân 3 xu nạp và nhân 3 tích nạp trên web. À ok, ngon cơm bộ rẻ. Ok, đây có bạn xếp hạng nạp đồ nữa nè ha. Rồi rồi rồi, code thì các bạn thấy cái này không, bấm vô đó, bấm vào đây fit code thì nó sẽ hiện ở đây nè. Đó rồi, copy xong các bạn paste vào đây. Đó xong chúng ta sẽ kiểm tra. Đó, chúng ta đang ở server nào tôi cũng không biết luôn, không có server, không có nhân vật, vậy là chắc x4 rồi. Ok, không có luôn. À đang ở x5 các bạn ơi, nhận. À, rồi có tết, có gì nữa nè ha, kiểm tra. Đó, x5 luôn nè. Đó, ủa server mở rồi hả ta? Đúng rồi. Ủa server mở rồi. À server mở rồi, open rồi anh em ơi. Ồ ngon ngon, vô chơi liền. Trời ơi à, hôm nha hôm nha. À nãy vô cũng không xem luôn các bạn ơi. Ủa hồi nãy đọc mà cũng lướt luôn, không để ý. Bây giờ nhìn kỹ lại là ok được đấy. Vô đu top thôi, có top rồi, có quà rồi. Hình như là đây đúng không, Tây Du H5. Ok, code khá là nhiều nên là nhập hơi lâu. Tính là bỏ qua luôn nhưng mà thôi. Tây Du H5 rồi. Tây Du Tân Hữu, ok. Rồi code Tây Du. Đó, rất nhiều quà. Tha hồ mà lụm. Rồi Du Tây hả? Ok, Du Tây. Ok, Du Tây. Wow, quà nhiều nha, quà nhiều nha. Quà Tân Hữu cho khá là nhiều. Rồi Tây Du. Ok, nhận luôn. Rồi, ủa không biết có xu web không ta. Ủa, xong rồi. À, xong rồi thì bỏ. Để coi tài khoản coi có xu web không. À, không có xu web các bạn ơi.
hình như là không, đúng rồi. Quy 100 lượt quay nha các bạn ơi. Rồi để Heo đi xin thêm code coi còn có code nào nữa không, với lại lên level cao thêm miếng nữa rồi đã. Trời, nãy giờ thì nhập cũng hết code rồi các bạn. Còn nãy sau cái code đó thì chỉ còn có một cái code nữa à. Nhưng mà Heo cũng xong rồi hả? Ok, thì cũng đang quăng ở đây thì Trinh nó sắp vào hành được rồi. Nó xong cái ải này là nó vào hành được rồi các bạn. Ok, vào hành nào. Ủa, sao nó ngồi? Đó, rồi, vô hành được rồi, đi triệu hồi thôi. Từ từ. Đây, nhận quà nữa. Đó, kim nguyên bảo. Rồi, ôi, nhiều lắm. Thôi tao bấm nhận lẹ đi cho rồi. Nào, mở nè ha, ra rương đá đồ, ba lô nè. Đây, đạo cụ. Ủa, cái vé quay đâu? Ủa, alo. Ủa, nói con. Ủa, sao có mười mấy cái vé vậy? Hay. Ôi ơi, buồn nha. Ôi hay, không có 2XR rồi. Rồi, không có 2XR rồi, ủa. Rồi cái cuộn vé nó nằm ở đâu ta? Ủa sao nãy mình... Ủa nè, ủa cuộn vé đâu, không thấy anh em. Ôi hay. Ủa, chỉ có 10 vé à. Không thấy, đúng rồi, không thấy cái nào là 10 vé quay hết à. Ủa, nãy chúng ta có nhập thiếu code rồi không? 10 vé, đúng rồi, ủa, vé nhiều mà, nè. Ủa, vậy vé đâu hết rồi? Hay là mình nhập rồi mình không sử dụng là nó mất ta? Ôi, mình đã nhận rồi nè. Đó. Rồi, vậy là chắc vậy rồi. Chắc là chúng ta nhập mà chúng ta không sử dụng cái nó mất rồi anh em ơi. Ủa. Anh em chú ý ha. Nhập là sử dụng luôn nha các bạn ơi. Vô nhận quà luôn nha. Trời ơi. Rồi. Nhận vé đồ nè ha. Khiêu chiến. Đó. Không khiêu chiến chứ không nổi con này rồi. Đó. Ui, nó quýnh một phát là chúng ta cũng đi đời luôn. Ồ, cũng được một mớ anh em. Đấy, game này thì hổm rày thì thấy khá nhiều trên thị trường luôn. Nên là anh em nào có chơi thì có thể thử vào trải nghiệm xem sao. Hay là để Heo qua khác coi sao ta. Chứ nhiều vé mà đâu hết trơn rồi, buồn dữ à. Có vé quay ra đồ này nọ nó mới. Ủa, tính ra nhiều lắm á mà. Để coi nè, 10 nè, 20 nè, rồi 30 nè, rồi 40, rồi 50. Ôi bèo lắm, cũng phải 50 vé chứ. Hay. Giờ còn lại có 10 vé đây à. Ở lòng còn có 3 vé à. Ok, rồi, để quạt mới tạo thử coi sao. Nào, anh em cùng Heo nào. Đây, ít năm mới mở ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ qua bên... Ok. Rồi. Đây, đầu vô là sẽ có quà nè, kim nguyên bảo nè ha. Rồi, sau đó thì anh em sẽ đi nhập code nè. Đó. Mình sẽ đi nhập mấy cái code có vé thôi nha. Ok. Test là test hết mình cho anh em luôn. Đây, một vé. Vé dưới chót đúng không? Đó, rồi quá trời luôn. Ở đây 10 vé nè. Rồi, chúng ta sẽ nhận hết. Xong, sau đó Heo sẽ đi cắn tiếp. Rồi, vậy là đúng rồi. Nếu bây giờ ra nhập thêm, nhận thêm được... 10 vé nữa là đúng luôn. Ok. Thôi để tôi cắn luôn cái này cả. Khoan từ từ. Đây, vé nữa nè. Đâu? Quên bấm vậy thì đâu có thấy vé. Đúng rồi, 20 vé nè. Rồi, hiểu.
Vậy là các bạn phải nhập hết code một lần luôn nha, chứ đừng có mà nhập ủa lộn, các bạn nhập xong rồi các bạn vào nhận quà, nhận code, chứ đừng có mà nhập hết một lần rồi hãy nhận ha, là nó sẽ trôi mất hư các bạn á. Trời ơi. Đấy, cái này thì game không nhắc anh em, nhưng mà đó, anh em nào xem kênh heo thì biết liền luôn. Ôi, tránh tình trạng mất vé. Ôi giời, Kim Nguyên Bảo cũng quá trời luôn. Nhưng mà hồi nãy nhập vô thì chúng ta không thấy bao nhiêu hết á. Ôi, con bét nữa kìa. Trời ơi, để coi nè, cái này nhập nhiều. Đây, đó. Có một con tiểu ác ma 10 vé. Ủa, ở đây có nè, ở đây nhận đủ nè, 40 rồi. Ủa, bên này Kim Nguyên Bảo cũng quá trời luôn. Vé để coi, được 50 nè. Ủa, sao bên kia kỳ vậy? Ú là trời, buồn luôn. Đấy, nên là anh em nhập code thì nên coi cẩn thận ha. Đó, nhập cái nào thì mình nhận quà cái đó nha anh em, tránh sẽ bị mất code, mất quà nha. Đấy, đây cũng là một cái sai lầm đó mà anh em nên né. Heo không né, heo đi luôn, dính luôn, hay ghê luôn. Con này sao dùng? Dùng trong hoạt động gì đó. Zip, rèn, bét, đồng hành, chưa có con nào luôn. Hợp thể, nhiệm vụ 8 rồi mới mở mấy ông ơi. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đó, thì đấy, thì chỉ có đôi lời vậy thôi. Game đã open rồi, anh em chơi thì vào quẩy. Cũng như là code thì nhập cái nào thì nhận cái đó, chứ đừng có để nhiều. Đó, nếu mà mất thì nhắn tin hỏi admin. Ok nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Một con game mới đang hot trong thời gian gần đây. Ok, bye bye.